Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Vân Anh xin được một lần nữa giới thiệu đến quý vị một khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta trong vấn đề thương mại tại San Diego. Đó là chị Teresa Ánh Hương từ văn phòng bảo hiểm tài chánh rất là lâu năm tại San Diego. Tuy nhiên trong cuộc thi Á hậu phu nhân, Hoa hậu phu nhân vừa qua thì chị Ánh Hương đã được đoạt giải vương miện Á hậu phu nhân, và ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với Á hậu phu nhân Teresa Ánh Hương. Trước hết chào anh Hương. Anh Hương xin chào Vân Anh và xin kính chào khán giả của VNTV. Thì thưa chị thấy là khi mà chị vào tham gia với những cuộc Hoa hậu phu nhân, đặc biệt là kỳ này, chị có cảm thấy là nó khác hơn không? Cái nhìn của mình về về đời sống, về những cái cuộc thi này nó có khác hơn không chị? Khi mà mình lớn tuổi rồi thì sự thật ra cũng nó có rất nhiều sự khác biệt. Sự thật ra khi mà họ mời Hương tham dự thì Hương nói, cũng như là Vân Anh nói, mình đã lớn tuổi rồi cho nên nói bây giờ không phải là cái thời gian mà mình cần phải đi thi Hoa hậu đạt giải nữa. Nhưng người mà mời Hương, cậu cũng nhất định một hai cậu nói là Hương phải đi tham gia. Thì khi mà Hương tham gia, một cái mà cậu nói và nó là cái lý do mà Hương tham gia là vì cậu nói là cậu biết Hương thích tham gia với những cơ sở thiện nguyện, và Hương rất là muốn support những cái charity foundation. Thì chương trình Miss Asia North America họ khác biệt một cái là khi chương trình này không những là về nhan sắc nhưng mà về những cái platform của những người thi hoa hậu. Và vì vậy cho nên khi mà cậu nói đề cập đến điều đó thì dĩ nhiên nó là một một đề tài mà Hương rất là muốn tham gia, và vì vậy cho nên Hương nhận lời tham gia vào cuộc thi năm nay. Và trong suốt khi mà chị tham gia như vậy đó chị, tại vì khi mà mình tham gia như vậy mình phải có những cái thời gian tập dượt và spend time, tức là cùng chia sẻ với những thí sinh khác. Thì Vân Anh được biết là một trong những cái gọi là cái kết quả mà mình ghi nhận được sau khi mà mình đi thi đó, đó là cái sự tự tin, phải không chị? Thưa quý vị, khi mà chúng ta đã có gia đình, đã lớn lên, nhất là chị em phụ nữ, thì chúng ta có rất là nhiều trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với công việc. Đặc biệt là chị Teresa Ánh Hương là một người business, là một người làm thương mại với một cái văn phòng bảo hiểm tài chánh rất là lâu năm tại San Diego, tiếp xúc với khách hàng mỗi ngày, chắc chắn là chị sẽ có những cái stress, những cái áp lực của công việc, phải không chị? Được cho những cái lý do đó làm chúng ta quên đi chăm sóc nhan sắc cho chúng ta, và từ cái đó nó rất là dễ dàng dẫn chúng ta đến cái sự không có tự tin, phải không chị? Cho nên Vân Anh nghĩ rằng những cái cuộc thi như thế này sẽ là một cái message đến cho các chị em phụ nữ, đặc biệt là những người đã bước vào ngưỡng cửa 40 hay 50, phải không Ánh Hương? Đúng rồi đó. Như là Vân Anh nói, sự thật ra khi mà Hương đi thi và được mời thì vì cái lứa tuổi của mình cho nên Hương cũng nghĩ rằng là khi bước chân vô trong đó thì cái lứa tuổi đó là khoảng từ 30 cho tới maybe 60, chứ nếu không tại sao người ta mời mình. Thì khi mà Hương bước chân vô, thật sự nói với Vân Anh là mấy cô rất là trẻ chứ không phải lớn tuổi đâu. Cho nên khi mà mình bước vô như vậy, nếu nói về nhan sắc thì là mình ngay lập tức mình có một cái sự mất tin tưởng rồi. Nhưng ngược trở lại thì đối với Hương, một khi mà mình đã sống qua một thời gian thì mình có những cái kinh nghiệm mà lớp trẻ cần, đúng, tới bản thân của mình. Và khi mà Hương bước chân vô đó thì nếu mà nói là Hương thắng vì nhan sắc thì Hương không có bảo đảm 100% đó là sự thật. Nhưng ngược trở lại thì Hương lại thấy Hương có thể mang tới cho, nếu mà Hương được lựa chọn thì Hương mang tới cho những cô gái trẻ hoặc là những bà mẹ đang muốn học hỏi cách nuôi dưỡng con cái, hoặc là muốn làm sao để có một cái thành tích cao hơn, thì Hương có đủ cái kinh nghiệm trong đó để Hương có cái sự tự tin. Và vì nhờ vậy cho nên Hương tiếp tục Hương dự thi. Và từ đó Hương nghĩ rằng là đó là một trong những cái lý do mà nó làm cho Hương được thắng giải ngày hôm đó. Vâng, rất là hay thưa quý vị. Và thưa quý vị, trong cái buổi tâm tình ngày hôm nay thì chị Teresa Ánh Hương và cả cá nhân Vân Anh tin rằng chị em bạn gái của chúng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn và sẽ mạnh dạn hơn nếu mà có cái ý tưởng tham dự những cái cuộc thi Hoa hậu phu nhân sắp tới. Tại vì Vân Anh nghĩ rằng cho dù chúng ta có mang cái vương miện về cho chúng ta hay không, nhưng đó cũng là một cái kết quả để cho giúp
cho cái đời sống của chúng ta cũng như là cái thương vụ của chúng ta được 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 thành công hơn, phải không quý vị và các bạn? Thì trong cái suốt thời gian mà chị đi thi ấy, thì cái điều kiện nó có khó khăn như thế nào không chị? Điều kiện cũng sự thật ra trong cái Miss Asian North America khi mà Hưng tới thì Hưng rất là impressed với họ, vì cái cách họ sắp đặt rất là kỹ càng, họ họ rất là công phu phải không chị? Rất là công phu, và những người sponsor cho những cái event đó là những tầng cấp rất là cao. Và vì vậy cho nên họ, những cái bước đường mà mình đi thi thì không có phải là khó khăn, nhưng mình cũng phải tập dượt rất là nhiều, tập dượt, và ngoài đó nữa thì những câu hỏi là cái quan trọng rất là nhiều, và họ muốn coi là cái trí thức của mình như thế nào, thì những cái đó là mình không biết trước được những câu hỏi như thế nào, cho nên nhiều khi mình cũng phải suy nghĩ, nếu mà mình người ta những giám khảo hỏi những câu hỏi gì thì làm sao để mà khi mà mình trên sân khấu mình không có phải quá nervous mà mình không có thể trả lời được. Rồi sự thật ra khi mà tham dự một cuộc thi cũng giống như là mình làm bất cứ một cái gì, thì từ quần áo, từ make up, từ tóc, những cái đó dù nó là bề ngoài nhưng mà nó rất là quan trọng khi mà mình lên sân khấu, cho nên mình phải có một cái sự chuẩn bị chu đáo nếu mà mình thật sự mình muốn thắng một cuộc thi. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Bạn Có Biết của VNTV ngày hôm nay và sự tâm tình của chị Theresa Ánh Hương. Chị là giám đốc điều hành của công ty chuyên về bảo hiểm và tài chính tại San Diego trong rất là nhiều năm vừa qua, và ngày hôm nay chị chia sẻ với chúng ta qua một cái đề tài khác, đó là sắc đẹp của chị em phụ nữ của chúng ta. Chị cũng rất là vinh dự vừa nhận được giải Á hậu phu nhân vừa qua, chia sẻ với chúng ta để cho chị em bạn gái của chúng ta làm sao cố gắng giữ mãi cái nét thanh xuân trong cuộc sống của chúng ta, và sẽ có sự tự tin để đó là cái chìa khóa cho chúng ta đem đến sự thành công, phải không chị? Chị có lời nhắn gì với các chị em phụ nữ, bạn gái của chúng ta đang xem chương trình ngày hôm nay và có cái ý định là tham dự trong các chương trình Hoa hậu sắp tới hoặc là những cái chương trình về sắc đẹp sắp tới thì nên như thế nào không chị? Hưng luôn luôn là Hưng encourage tất cả mọi những cô gái nào mà muốn tham gia. Sự thật ra vô những chương trình này người ta hay nghĩ tới là tham gia để thắng về sắc đẹp, nhưng trong những thập niên sau này thì tham gia vào này không hẳn rằng là mình phải hoàn toàn có nhan sắc đẹp nhất, nhưng những cái sắc đẹp của mình nó là từ bên trong ra tới bên ngoài, và khi mà họ chấm điểm thì họ coi từ cách mình đi tự đứng thật sự là cũng nhan sắc của mình, nhưng mà những hoạt động của mình trong cộng đồng và cá nhân của mình, con người của mình như thế nào. Cho nên trong mỗi người chúng ta ai cũng có một cái vẻ đẹp riêng, thì Hương encourage tất cả những cô gái, những phụ nữ muốn tham gia vào những chương trình này để mà có thể làm một những hữu ích cho cộng đồng, nên luôn luôn bắt tay vào, dù mình thắng hay mình thua nó không thành vấn đề, nhưng mình khi mà mình tham gia vô như vậy, đó là một cái accomplishment mà mình đã làm cho cá nhân mình và cho cộng đồng của mình rồi. Cảm ơn chị Ánh Hương rất là nhiều. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là bình an. Xin thân ái chào tạm biệt.